Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn Miranani. Chào mừng các bạn đến với channel Con Gà Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Hôm nay thì anh em mình lại tiếp tục vào trang trại của bác của bốn bạn. Bởi cũng là mấy ngày nay thì cũng là chạy đi chạy lại thì anh em mình là cũng thấy là bây giờ là đầu là cũng đã cũng trông cũng khá lâu rồi. Đấy là cứ như các bạn thấy là củ đầu là bây giờ là đã có hoa này. Đấy, có hoa rồi. Là cũng còn có trái này. Đấy. Là trái đầu có rồi, hoa đầu, trái đầu. Thì bây giờ thì mình cũng chưa biết được là củ đầu nó ra hay không. Thì hôm nay mình cũng lên để kiểm tra là củ đầu đã thu hoạch được chưa. Sopa, Dani, isu già balan tamu tempo. Agora eu quero venha aqui experimenta ela già pronto ou ainda. Yeah, Sopa, você isu angolano não tem? Aqui não existe, sim. Aqui não tem. Isu angolano não tem também, ele não tem nome aqui. Aqui não tem, ainda não tem nome. Tipo, você me vê assim, você fala batata, não é? É verdade, é. Ele não é. É, afinal. É, ele não é, ele só chama, ele tipo, aqui não tem nome, não chula, chama que é curau. 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 Ok, curau. É, curau. Okay. Aqui não existe. Aqui não existe. Agora não sei ele como, agora ele já tem cimento. Já tá, já. Já, que é bar, não, pá. Ok. E duro? Não, duro. Não sei. Isso não come, já? Não se come. Não dá comer. Ah, ele não é mais tipo que... Feijão. Feijão, não. Ah, yeah, isso não dá. Bobo, não dá. Bobo comer. É verdade. Yeah, é verdade. Comer, ele morreu. Sim, sim. Yeah. mình cũng dàn bạc là cái quả đầu này là không được ăn. Cái quả đầu này ăn là nó độc. Chứ không phải là dẫn đến là chết người đấy. Cho nên là cũng luôn luôn là cân nhắc bạc với người dân là như thế này. Để cho bạc luôn luôn là nhắc nhở người dân. Để người dân không nhiều khi không biết là tưởng là củ đầu ấy, là tưởng có đầu là cứ hái về nấu ăn là chết ấy. Ê, là bây giờ thì mình cũng lên đây thì cũng để kiểm tra cái củ đầu nó đã thu hoạch được chưa. Ê, thì agô đã isu é la cozinha aí essa cozinha é também como é que é curu aí é curu é curu já é la tipo batata tipo batata tá doce também cozinha também que é como é assim já bây giờ mình cứ thử xem. Yeah. É, mas o que é? Bocado. Eu te tira, eu vê. Lá cái củ đầu này phải cùng trong khá lâu rồi mọi người. Là hôm nay thì mình cũng luôn tiến vào đấy thì cũng thấy nó cũng hoa quả nhiều rồi mình cũng kiểm tra lại. Mà cũng chưa thấy cái gì đấy cả. Một cỏ tính. À đa. Củ đầu đây, còn nhỏ mọi người. Cái này là cũng chưa thu hoạch được đâu. Cũng phải để một thời gian nữa. Ý số ai đã mà số bảo? Falta nè. Falta. Quán đồ là cửa ra sinh. À dê. À phần nào cửa ra đi. Hả? Là à sinh số bị kè nữa ai nè. Ai đã bị kè nữa. Là cũng tuy thì củ đầu nó còn nhỏ nhưng mình cũng sẽ hái một ít. Sẽ thu hoạch một ít để cho mọi người dân ở đây thử xem là củ đầu nó như thế nào để xem mọi người phản ứng khi mà lần đầu tiên ăn củ đầu của Việt Nam thì nó như thế nào. Esse grande. Yeah. Tá bom, né? É grande. Tem grande? Mais ou menos. Mais ou menos. Sim. Tira bem, já? Tira bem. Ok. Yeah. Isso, ela come muito doce, a soba? É doce? É. Ai, é tipo batata mesmo. Tipo batata doce? Ah, mas ela quer? Quando tipo bobo trabalha no sol? Pois. Yeah. Oh, isso também mais grande. É mais um bocado grande, sim. Que okay. Cái này là cùng một thời gian ngắn là thu hoạch được rồi mọi người. Yeah, là cùng to rồi. Cùng có củ to rồi. Tem mais tira. Tira bobo prova. Para provar, yeah. Yeah. Mình cũng để esse mais grande. Để cho mọi người thưởng thức soba. Sim, sim. Isso que isso é là como é quando bobo trabalha no sol, né? Ok. Faz é fogo, velho. Ha. É. Quero tirar como é isso, ela como é. Ok. Là mình cũng nói với bác là làm giống như mọi người làm dừa nắng á. Mà trời nắng nóng thì ra hái một củ đầu này vào là ăn là cũng là cả đỡ đói với cả là giải khát được. Afinal faz bem no cansaço. Yeah. Quando a pessoa está cansada. É, cansado. Faz fome, tira como é dois. Dois, yeah. Ok. Nós que lá lá Vietnam mesmo também sempre come curu. Curu, yeah, ok. Também de cozinha. Agora experimenta. Agora experimenta
O como é isso? Outro dia, quando pronto, sim. Eu cozinha. Tá bem, vou experimentar. Tá bem, chefe, tá bem. Falta. Não, com qual culto, com o nhó. Não me tem mais que culto, tó. Ainda falta. Não vai culto, tó. O sal aí, hóa quá, dá, cara. Cunha, lindo. Ainda tá mal. Sim. É, pequeno. Ainda pequeno. Ainda não pronto. Ainda não está. Cunha com nhó, lá, mãe. Cunha com nhó, thế này. Hay là cũng biết cô tài với là củ hay là tài với đất. Nếu khi đất ở đây cũng tài với đất. Chứ mình thấy mọi hôm mà anh em mình lên đến chỗ gốm búa, lên đến chỗ bản của anh Đống á, những củ to lắm, lên đến bản anh Đống là những củ to thế này này. Chứ cái sáu của nhà mình trông nhỏ 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 nhỏ. La mới tới tem yêu vậy là. Ah, no balundo. Guambo, ela é grande assim? É grande. Não, mas aquela terra também facilita muito. É, agora aqui pequeno. Aqui é muito pequeno. É, yeah, não sei como assim. Yeah. É, a própria... Não sei, tem problema terreno ou não? O próprio terreno não favorece assim coisa tanto. É, yeah. Ok, các bạn, thì bây giờ thì anh em mình với bác trưởng thôn cùng đã thu hoạch được một ít để tí nữa lên cho mọi người dân ăn thử. Để xem cái phản ứng người dân như thế nào khi lần đầu tiên ăn củ đầu các bạn nhé. Củ đầu thì cũng không được to lắm. Củ đầu thì cũng có củ to, củ nhỏ. Không biết tài với đất hay là tài với khí hậu hay tài với anh em mình chưa có kinh nghiệm trồng. Cái đó chưa biết được. Cho nên là cũng có củ to, củ nhỏ. Ơ, số 3. Dạ. À, xin cái bối kè. Ui à, số 3. Dạ. Vamos provar. Cũng có nhiều quả cũng to khiếp. Vamos provar. Tem grande, tem pequeno. Sim. Não sei que. Outros ainda, eu acho que ainda não está pronto. Falta um bocado, tá vendo? Esse falta muito. Yeah. Anh em mình ở đây là cũng nhờ có cái suối. Yeah. Rửa ráy là của chúng người dân là có tiền hơn. Cũng phải giống như các bản khác, tức phải đi lấy nước xa. Chứ ở đây là cái suối ở đây là chạy qua bản luôn, qua vườn luôn. Cho nên là cái được nói tiền. Là bà bé nhá mà nụ. Ông nào để bôi con mẹ Are à? Ê, sim. Dạ? Porque Are se esconde mesmo aí no quê? Olha que con mẹ assim, outro dia eu cozinha. Tá bem, sim. Bởi vì cái này thì mình cũng nói với bác từ đâu rồi. Là ăn sống được, ăn chín được. Hôm nay thì để cho mọi người. Mình lên đây mình cũng chuẩn bị gì cả. Cho nên lên đây thì mình thử kiểm tra rồi thôi. Cho nên là cùng hái một ít để cho mọi người ăn sống. Cho hôm sau thì thu hoạch được thì mình lại nấu cho mọi người ăn. Để xem mọi người biết được thêm về cái ẩm thực của Việt Nam một lần nữa. Anh em mình ở đây thì chủ yếu là cứ toàn là làm cả cái ẩm thực của Việt Nam. Thì chủ yếu là trong làm anh em mình trồng được trong trang trại thôi. Chứ cũng mua bán vậy. Na bacia vai faltar só um bocado para encher. A bacia vai faltar só um bocado para encher. Vai. Ah? A bacia vai encher. Grande, muito? Não. Ok. Sim. Já. Yeah. Isso, tipo, isso é grande, não é? Ei. Tá bom assim, né? Já, yeah, tá bom. Já. Yeah. Já. Yeah. Cudau. Aqui é angolano, chama batata, sou, não? É essa batata. Aqui não sabe, mas isso não tem. Aqui só tem batata rena, batata doce. Sim. Isso. Cudau não existe. Mas quando angolano vê isso, não é? Fala também batata. É verdade, é assim. Angolano, angolano, ela que não mas thấy củ, là một cái tu, là có một cái tu chung, đó là gọi là batata, là củ. Củ khoai, củ sắn, như người batata. Không biết được gọi là cả cái tư riêng giống như ở Việt Nam nữa. Ainda falta. Falta muito. Tem bué. Bué. Falta bué. Olha como é bué. Mas vamos comer bué. Boy da bovo, brova, não é? Sim. Gue, chapeba. Todos querem, tem que provar hoje. Okay. Vamos provar o curau vietnamita. É.
Acabou. Acabou? Tá bom. Ei. Daí, afinal, a bacia encheu. Não, lava bem. É, tira isso, né? Tudo isso, tira. Isso não sai. Não sai? Aí. Isso aí. Isso é que você faca, só. Aí, fio por aí. Ok, deixa só. Mas lava bem, não tem areia. Faz assim. Ei. Nani, assim. Acabou? Rodan não tem? Fan tá isso? Hôm nay thì cũng là người dân lại tiếp tục làm một cái lán trại đến nay. Bên nó đủ luôn đó. Sim. Mas tá duro, tá duro. Yeah. Tá mesmo bem seguro. Muito duro assim. Quando fazer bem depois chuva, vento, não leva mal, não é? Não leva. Hôm nay trên đây thì người dân làm thì cũng hơi chắc chắn luôn. Cột nào cột đấy là trên là làm ắt dập luôn, bởi vì so với cái làn phía dưới ấy, thì ngày xưa làm thì cũng được chuẩn lắm. Ở đấy ấy, là anh em mình ở đấy là chuyện mưa gió thì không nói, chứ ở đấy anh em mình hay bị gặp lốc xoáy, cho nên là cũng làm cái dưới kia cũng có kinh nghiệm lắm, cho nên là bây giờ làm cái trên này thì phải nói người dân là làm chắc chắn luôn. Así nhá, de sabocado, entra. Bro và cu đâu Việt Nam nhé. Yeah, tá bem. Bro và cu nào nhé. Cui. Yeah. Manu, để xa xô nhé. Em ta đã bro và kề. Boca đua batata Việt Nam bì thầy nhé. Is 20 hành đi muka mạc kê yếu cu đâu. Cu đâu. Em đem kê mạc kê hành đi của chắc chắn luôn đâu. Có bóng xin, yêu cô chứ ta. Yeah, ok các bạn. Thì bây giờ thì anh em mình cũng đã có một thau cu đâu rồi. Thì cũng để cho mọi người thưởng thức vì bây giờ là cũng ngoài trời đang nắng nóng, mọi người đang làm thì cũng để vào đấy cho mọi người vừa thưởng thức vừa để biết được thêm cái củ đầu của Việt Nam, một cái củ đầu mà ở Angola không có. Así, agora isso bovo aqui chama patata, não é? Sim. Mas isso é diferente. É diferente. Ele não, Angola não tem. É. Yeah, não tem. Só o Vietnam ainda tem. Chama ele củ đầu. Củ đầu. Củ đầu. Củ đầu. Cu đậu. Cu đậu. Yeah, agora assim nhá. Eu dá tudo pessoa tem. Prova. Cu yao nào nhá. Sim. Ok. Yeah, dá đi. Dá tra dê kê. Dá. Yeah. Ok. Não. Toma. Rápido, ông nào acabou. Rápido. Trời nắng làm qua trời mà nắng nóng thế này mà vào nghỉ tí mà làm một cục hắn một cục đầu như thế này thì hơi bị tuyệt vời luôn. Ta different, ta không ê bắt ta ta. Có cụ to cụ nhỏ. Ai nhỏ thì ăn hai cụ. Cụ đầu. Dạ. À vô, à kia nhau bữa ta được biết cái đó, à vô bè cả trời. Đây mai. Mà nào. Dạ. Ya, yeah, está diferente. Dá só um. Aqui não. Assim, bobo, vé. Ya? Sim. Pega tipo vé, eu tira. Pega assim, ya? Ya, pega assim, ele tira assim, vé. É. Afinal. É assim, ya? Oh, é assim. Ya, tira assim. Ok. Ya, assim. Ya. Tava fora assim. É diferente com a nossa batata, afinal. Diferente, é. É diferente, ya. Tá vendo? Ya. Conforme esse tipo. Afinal, você não custa para cascar? Yeah. Tá vendo? Tá bom. Ha? Afinal... Sabe, né? Não. Sabe. Não. Ok. Vai, Daniel. Tá aqui. Opa, dá. Toma, aqui. Yeah? Tá aqui. Yeah. Eu pego aqui. Aqui, né? Tem, vê. Rápido. Ok. Tá bom. Rápido assim. Não é? Tu não sabe, né? Ok. Ah, é uma coisa. Pois é, senhor.
xin. Yeah, à xin. Nó đi phi xin. Số tiền ra phô ra xin số. Yeah. Nên mình cũng bay cho mọi người là bọc cái này không khó đâu. Thì mình cầm ngoài này mình cứ bọc thế này giống như chồng ấy. Bọc sẵn vậy, bọc củ sẵn vậy. Nó nhánh. Cũng không khó đâu. Nào ơi. Chứ sao bị được. Yeah. Hôm nay mình lên cũng có cái giáo gì kìa. Cũng đi bất ngờ lên kiểm tra thôi, không ngờ là cũng thấy được hơi to tí đây. Để đem cho mọi người thử thôi. Chuẩn bị. Bông axi. Mọi người đang hồi hộp. Ngồi hồi hộp bóc không biết đây. Lúc nào ăn đây. Hả? Ê. Mọi người đang hồi hộp bóc. Để xem mình bóc. Ờ, đây đi. Không biết ăn để xem mọi người phản ứng như thế nào. Thì lần đầu tiên ăn củ đậu của Việt Nam. Dạ. Xin, tao bông. Nào, tí bộ ý xu, em là tạ gô, thì em tí ra lý xu. Xu đó xin. Xin, xe gà xin. Dạ. Tao bông à xin. Bố đi tù ní. À xin, tí bộ à nào, bố xe à xin. Tí bộ à xin, tí ra à xin. Nói. Dạ. Sao bị nó mai mà bảy. Dạ. Tao bông à xin. Bố đi tù. Dạ. 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 Sí. Yeah, agora con bro và Brimen đây á. À tạm biệt các em, mời các bạn ăn nhé. Yeah, mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn. Yeah. Sopa. Ủa đó. Bé gái chứ. Có mẹ. Bro và. Ừ. À, 12. À, nghe 12. Ê. Ê. Tá doce. Tá doce. Você tá diferente. Ah? Yeah, yeah, cuia, cuia, doce. Isso quando ficar fora, trabalha quente, cai o calor, não é? Também fazer fome. Tira isso, como é? Ok. Dá, né, cuia. Yeah. Muito bem. Afinal, ajuda muito. Gosto aqui, luôn, mas luôn. Cực kỳ ngọt luôn. Mas cũng đứng hơi nhỏ, chưa thu hoạch được. Hôm nay mình thử thôi. Ừ. Ngọt đấy. Ok. Cái này mà làm ngoài trời mà nắng nóng mình cũng đói mọi người đâu. Lúc nào làm ngoài trời nắng nóng mà đói bụng thì ra là hái một củ ăn là nó vừa giải khát, hạ nhiệt giải khát, chống đói bụng luôn. Ngày xưa mình ở Việt Nam mình cũng toàn ăn sống như thế này. Đúng cô à? Dạ. Nói. Tao bông ai là đồ gì? Chà bè ra. Nào, agora como é assim? O quando ela quando pronto, ela grande. Grande. Thế bố yêu cozinha. Chà bè. Chà. Ok. Là hôm nay là mình cũng nói mọi người là hôm nay thì mình cũng lấy thử đây đám ăn sống thế này thôi. Chứ còn hôm sau thì thu hoạch thì mình sẽ nấu cho người dân ăn để thưởng thức. À. Bánh cuối à vô. Quán đúng phò của mẹ nữa. Cà rà phò là cà lò đó ấy. Đưa ra, bốc đưa ra, uống á, của mẹ. Dạ bê. Dạ bê. Anh chả lúc cả viết sạp bà cạp. Sì, anh cũng là nụ nấu tên. À cái này gì? Nấu tên. Anh cũng là nụ nấu tên. Sì. À cái này gì? Cô Việt Nam mê ta tên, cô nọ chụp tên sâu. Comida boa. Hả? Boa comida. Ăn ăn Việt Nam mê ta. Việt Nam mê ta tánh muito tibo. Muito, muito. É. Não é só eu ver aqui fica angolano muito tempo. Sim. Só ver angolano só pouco, pouco coisa. É verdade. É. Vietnamita tem muito. Agora eu já balada aqui, quando pronto, não é? Sim. Eu trazer, eu cozinho, bovo. Tá bem, tá bem. Yeah. Ngọt cực kỳ luôn. Não, mẹ đưa vào cơ. Không làm đủ. Ê, nó cũng mê rạp bì luôn. Yeah, ok các bạn, thì
cũng là đem cho mọi người để thưởng thức cái củ đậu của Việt Nam. Rồi là cũng là xem mọi người đã phản ứng là củ đậu Việt Nam là cũng là lần đầu tiên người ta mới được ăn, lần đầu tiên mới được nhìn thấy, lần đầu tiên mới được ăn. Thì mọi người đều khen là ngon. Cho nên là mình cũng rất vui mừng là khi mọi người là biết thêm được một cái giống đậu của Việt Nam nữa. Thì ok các bạn, thì cũng để cho mọi người ăn uống nghỉ ngơi để một tí để mọi người ra tiếp tục làm. Thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Các bạn thấy video này hay thì cho anh em mình một like, đăng ký kênh Công Giáp Blog để ủng hộ anh em mình đến với người dân bản nhiều hơn các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn.